chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về thời điểm vàng phát tài cực mạnh đúng trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Gặp may liên tiếp, rất dễ trúng số, gánh lộc về nhà, tiền vàng nhét chật két, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, cuối năm ăn Tết linh đình. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh Canh Tý sinh 1960 thân mến, những tháng cuối năm 2024 âm lịch đã lặng lẽ đến, khiến chúng ta chợt nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh. Cô bác có cảm thấy như bao khó khăn, lo toan của cuộc sống dường như vẫn còn đè nặng trên vai. Từ đầu năm đến giờ có lẽ cô bác đã không ít lần cảm thấy mệt mỏi và bất an, phải đối mặt với những thử thách, khó khăn mà đôi khi tưởng chừng như không thể vượt qua. Có những ngày u tối, những giấc mơ chưa kịp chạm tới đã vượt qua, cuộc sống thật sự đôi khi quá khắc nghiệt phải không cô bác? Nhưng trong những lúc tưởng chừng như không còn hy vọng, điều bất ngờ nhất có thể sẽ đến trong video ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải về những vận hạn và cơ hội đặc biệt dành riêng cho cô bác tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 10 âm lịch 2024 này. Liệu rằng sau những ngày tháng khó khăn, cô bác có cơ hội gặp được may mắn và tài lộc hay không? Liệu rằng điềm báo lớn về lộc lá liên tục xuất hiện có thực sự mang lại bước ngoặt lớn trong cuộc sống của cô bác, để rồi những tháng cuối năm này muốn nghèo cũng khó? Vậy thì xin mời cô bác hãy cùng ban biên tập chương trình tìm hiểu ngay cuộc sống của mình sẽ diễn ra như thế nào trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 10 âm lịch 2024. Bước vào tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Tý báo hiệu một thời điểm đầy thuận lợi và suôn sẻ trong sự nghiệp, mọi công việc trong tầm kiểm soát của bạn. Không còn những lo lắng bất ngờ, sự khiêm nhường và cẩn trọng là điểm sáng nổi bật của bạn trong giai đoạn này. Bạn biết lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh, không chỉ để hoàn thiện công việc mà còn để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng sự ổn định và cân bằng. Nguyệt lệnh trường sinh mang lại cho bạn sự bình an trong tâm hồn, làm dịu lại mọi xáo trộn trong cuộc sống. Trái tim nhân hậu và hòa ái giúp bạn vượt qua mọi sóng gió mà không để lại tổn thương. Bạn đã học cách buông bỏ, không để những điều nhỏ nhặt làm phiền lòng. Thời gian này, bạn trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết, biết quản trị cảm xúc xúc, giữ được sự lạc quan và tỉnh táo. Điều này giúp bạn tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, giữ cho tâm hồn luôn nhẹ nhàng, từ đó tăng cường khả năng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Về phương diện tình duyên, sao Bách Diệt chủ đào hoa chiếu mệnh, dự báo thời điểm này bạn sẽ đón nhận những khoảnh khắc tình cảm, đặc biệt đối với những ai đang độc thân, đây là thời gian của những cơ hội mới, những mối quan hệ đẹp đẽ nảy nở. Tuy nhiên, với những người đã có gia đình cần phải thật cẩn trọng, đôi khi sự đào hoa quá mức lại mang đến cám dỗ. Hãy giữ vững lòng trung thủy và tránh xa những điều có thể gây hại cho hạnh phúc gia đình bạn. Một bước đi sai lầm có thể ảnh hưởng lớn đến sự yên bình mà bạn đã xây dựng bấy lâu nay. Thời điểm này cũng là thời điểm bạn có cơ hội nhìn lại những gì đã qua với một cái nhìn thấu đáo hơn. Những bất công hay hành xử không đúng từ người khác không còn làm bạn phiền lòng. Với tư duy tích cực, bạn trở nên sáng suốt hơn, biết cách xử lý mọi tình huống. Với sự khôn ngoan và bình tĩnh, điều này không chỉ giúp các quyết định liên quan đến công việc của bạn trở nên thuận lợi, mà còn mang lại sự thành công và kết quả tốt đẹp. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Canh Tý sẽ dành toàn bộ tâm huyết cho con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhìn lại và nhận ra rằng công việc không nên lấn át cả sức khỏe và tình cảm cá nhân. Bản mệnh có thể dễ dàng rơi vào trạng thái mất cân bằng nếu không biết phân bổ thời gian hợp lý giữa công việc và cuộc sống riêng. Hãy lắng nghe cơ thể mình, dành thời gian nghỉ ngơi và hãy nhớ rằng cuộc sống là sự hòa hợp của nhiều yếu tố, không chỉ mỗi thành công trong sự nghiệp. Một cách để duy trì sự cân bằng đó làm thiết lập kế hoạch làm việc chi tiết, phân chia thời gian rõ ràng cho từng công việc, từng mục tiêu. Việc lên kế hoạch này không chỉ giúp bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, mà còn giúp bạn kiểm soát cuộc sống một cách nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Thời điểm này cũng là cơ hội để bạn thể hiện quan điểm cá nhân một cách mạnh mẽ và rõ ràng hơn tại nơi làm việc,
khi bạn bày tỏ ý kiến của mình với đồng nghiệp. Đừng ngại ngần hay lo sợ bị phản đối. Điều này có thể mang lại cho bạn những kết quả bất ngờ, tạo ra sự tôn trọng và tín nhiệm từ những người xung quanh, mở ra những cơ hội mới đầy hứa hẹn. Ngoài ra, sự hiện diện của Tam Hội trong thời điểm này cũng mang đến những cơ hội hợp tác đầy triển vọng. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và làm việc với những đối tác, chia sẻ cùng mục tiêu lý tưởng. Điều này sẽ giúp bạn thêm phần tự tin trong việc ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn. Những mối quan hệ mới này không chỉ thúc đẩy sự nghiệp của bạn, mà còn giúp bạn tạo ra mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển bền vững. Bên cạnh công việc, việc tham gia vào các hoạt động ngoài trời như dã ngoại, thể thao hay các hoạt động thư giãn khác sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng một cách hiệu quả. Thậm chí, trong những khoảnh khắc giải trí ấy, bạn có thể khám phá ra những tiềm năng ẩn sâu bên trong mình mà trước đây chưa từng nhận ra. Đây cũng là cơ hội để bạn cảm thấy mới mẻ, đầy sức sống hơn, giúp tinh thần phấn chấn trở lại. Trong chuyên môn, bạn sẽ được giao phó những nhiệm vụ mới đầy thú vị, đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng thích ứng cao. Sự xuất hiện của một người đồng hành mới, có thể là đồng nghiệp hoặc đối tác, sẽ giúp bạn vượt qua những giai đoạn trầm lắng nhờ sự cởi mở trong tư duy. Bạn sẽ sẵn sàng lắng nghe và cân nhắc những ý kiến mới mẻ, giúp công việc của mình tiến triển một cách tích cực và hiệu quả hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, tài lộc của con giáp tuổi Canh Tý sẽ có nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Đây là khoảng thời gian mà bạn sẽ tập trung nhiều vào việc lập kế hoạch tài chính cá nhân, đặc biệt là cho những dự án dài hạn mà bạn đã ấp ủ. Tuy nhiên, sự thận trọng trong quản lý tiền bạc là điều cần thiết. Vào lúc này, bạn cần ưu tiên việc tiết kiệm và đầu tư thay vì tiêu xài vào những thứ xa xỉ không thực sự cần thiết. Đây không chỉ là cách bảo vệ tài sản của mình mà còn giúp bạn xây dựng nền tảng tài chính vững chắc hơn trong tương lai. Mặc dù bạn đang tập trung vào việc tiết kiệm, nhưng thời điểm này cũng mang đến cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền mới. Điều quan trọng là đừng đánh giá thấp giá trị của bản thân, những kỹ năng, kiến thức và tài năng mà bạn đã tích lũy không nên bị lãng phí, thay vào đó, hãy tận dụng chúng để tạo ra thu nhập. Đừng coi việc mình giỏi ở một lĩnh vực nào đó là điều đương nhiên, mà hãy tìm cách khai thác nó để mang lại lợi ích tài chính. Sự xuất hiện của thực thần trong thời điểm này là một điểm lành cho tài lộc của bạn. Những buổi gặp gỡ, dù là trong các tình huống bình thường như một bữa ăn, cũng có thể trở thành cơ hội để bạn nảy sinh những ý tưởng mới mẻ, mang tính chất ra tiền. Đây là thời điểm mà những ý tưởng đó có thể giúp bạn thực hiện các kế hoạch tài chính một cách hiệu quả. Thậm chí những người bạn cũ, người thân hay đồng nghiệp hiện tại cũng có thể trở thành đối tác làm ăn trong tương lai, nếu hai bên có cùng chí hướng, tạo ra sự kết nối mạnh mẽ và đầy tiềm năng. Tuy vậy, việc thành công về tài lộc không chỉ đến từ các cơ hội bên ngoài, mà còn nằm ở khả năng quản lý và sử dụng tài sản của bạn. Bạn cần biết chọn lọc các cơ hội đầu tư một cách thông minh, không nên quá vội vàng trước những lời mời gọi hấp dẫn. Hãy để sự điềm tĩnh và sáng suốt dẫn lối, giúp bạn duy trì tài chính ổn định và vững vàng hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong tháng 10 âm lịch. Sức khỏe của con giáp tuổi Canh Tý trong tháng 10 âm lịch này có những dấu hiệu không mấy khả quan. Bạn có thể cảm nhận được cơ thể mình dễ bị khô khan từ họng, mũi cho đến làn da. Những triệu chứng này có thể làm bạn cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, việc bổ sung đủ nước cho cơ thể là vô cùng quan trọng. Đừng đợi đến khi cảm thấy khát mới uống, mà hãy tạo thói quen uống nước đều đặn để duy trì sự cân bằng và độ ẩm cho cơ thể. Thời tiết thay đổi cũng làm làn da trở nên khô ráp hơn. Bạn cần chú ý đến việc dưỡng ẩm cho cả mặt và cơ thể. Sử dụng kem dưỡng ẩm thường xuyên không chỉ giúp da bạn mềm mại mà còn bảo vệ khỏi những tác động từ môi trường. Đừng quên rằng, ngay cả trong những ngày râm mát, việc sử dụng kem chống nắng vẫn rất cần thiết. Thói quen này sẽ giúp bạn bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV, vốn vẫn tồn tại ngay cả khi trời không nắng gắt. Áp lực công việc có thể khiến bạn dễ dàng rơi vào trạng thái làm việc quá sức mà không hề nhận ra. Khi bạn tập trung cao độ vào công việc, có thể bạn khó có thể dứt ra. Điều này khiến cơ thể dần kiệt quệ mà tinh thần cũng trở nên mệt mỏi hơn. Hãy biết khi nào cần dừng lại để cho cơ thể và tinh thần có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng báo động mới nghĩ đến việc nghỉ ngơi, bởi kiệt sức sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe lâu dài.
Sự xuất hiện của nhị hắc nhập cung Đông Nam trong thời điểm này là một lời cảnh báo về tình trạng sức khỏe. Theo phong thủy, điểm báo này cho thấy con giáp tuổi Canh Tý có nguy cơ gặp phải các vấn đề liên quan đến đường hô hấp như cảm lạnh, viêm họng hay các bệnh về phổi. Chính vì vậy, hãy chú ý đến việc giữ ấm cơ thể khi thời tiết trở lạnh, đặc biệt vào buổi tối hoặc sáng sớm. Cũng đừng quên tăng cường sức đề kháng bằng việc bổ sung thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Ngoài ra, hãy lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn. Đôi khi việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là ngăn chặn bệnh tật, mà còn là cách bạn yêu thương và quan tâm đến chính mình. Một chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với nghỉ ngơi đầy đủ và thư giãn tinh thần sẽ giúp bạn vượt qua thời điểm này một cách khỏe mạnh và an toàn hơn. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 10 âm lịch. Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Canh Tý trong thời điểm này có nhiều cung bậc cảm xúc cần lưu ý. Đặc biệt, khả năng quản lý cảm xúc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự hài hòa trong các mối quan hệ. Thời điểm này, bạn cần khéo léo hơn trong việc bộc lộ cảm xúc cá nhân, tránh để những cảm xúc bộc phát không kiểm soát, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Hãy cân nhắc và thật cẩn trọng trước khi bày tỏ bất cứ điều gì, bởi những lời nói ra trong lúc thiếu tỉnh táo có thể làm rạn nứt mối quan hệ mà bạn đang vun đắp. Đáng chú ý, thời điểm này còn mang đến một điểm báo tích cực liên quan đến con cái. Nếu gia đình bạn đang mong chờ sự xuất hiện của một thành viên mới hoặc có kế hoạch sinh con, đây là thời điểm vô cùng thuận lợi. Tử vi cho thấy, lộc con cái sẽ xuất hiện mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho những ai đang mong chờ tin vui trong việc sinh nở. Đây cũng là cơ hội để gia đình thêm phần khăng khít và gắn bó trong niềm vui đón chào thành viên mới. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện trong tình duyên đều diễn ra suôn sẻ, sẽ có những lúc cả hai người xảy ra những tranh cãi nhỏ nhặt, những mâu thuẫn từ sự khác biệt trong suy nghĩ và cảm nhận. Thay vì căng thẳng hay cố gắng tranh thắng thua, hãy sử dụng những lúc đó để suy ngẫm lại mong muốn thật sự của bản thân trong mối quan hệ này. Điều gì đang khiến bạn phiền lòng? Liệu bạn có đang quá khắt khe với đối phương hay không? Đôi khi, sự chia sẻ chân thành lại là chìa khóa giúp cả hai hiểu và cảm thông với nhau hơn. Việc duy trì một mối quan hệ yêu thương lâu dài không chỉ dựa vào tình cảm ban đầu, mà còn cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và đặc biệt là khả năng lắng nghe. Đừng cảm thấy mình phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, bởi đôi khi việc chia sẻ những cảm xúc thật lòng sẽ làm đối phương thêm hiểu và quý trọng bạn hơn. Hãy tin rằng, sự đồng cảm và chia sẻ là điều cần thiết để giúp cả hai vượt qua những thử thách trong mối quan hệ, giúp tình yêu thêm bền chặt. Cẩm nang dượng vận cho tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 10 âm lịch 2024. Khẩu quyết: hãy tự lực vì đó là cách để bạn trưởng thành nhanh nhất. Quý nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Thân và Hợi. Màu sắc may mắn là màu tím và màu trắng. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết những cơ hội và thay đổi đáng chú ý cùng với cẩm nang dượng vận từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Điều này sẽ giúp cho quý bản mệnh biết được thời điểm nào trong tháng 10 âm lịch sẽ xuất hiện tuần lễ vàng. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 10 âm lịch, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Tý sinh 1960. Tuần này, người tuổi Canh Tý có nhiều biến động tích cực trong cuộc sống. Canh Tý sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong công việc, tài chính và tình cảm. Những nỗ lực trước đây của bạn bắt đầu đem lại kết quả, mang lại cảm giác hài lòng và tự tin. Trong tuần đầu của tháng 10 âm lịch, người tuổi Canh Tý sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Các dự án đang dang dở sẽ có tiến triển tốt. Bạn có cơ hội để thể hiện năng lực của mình và nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp và cấp trên. Bản mệnh hãy tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng và không ngại ngần nhận thêm trách nhiệm. Đây là thời điểm tốt để bạn chứng tỏ khả năng lãnh đạo và quản lý của mình. Sự cẩn trọng và kỹ lưỡng trong công việc sẽ giúp bạn tránh được những sai sót không đáng có. Về mặt tài chính, tuần này có dấu hiệu khởi sắc. Những khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, hoặc bản mệnh sẽ nhận được những khoản thu ngoài dự kiến. Điều này mang lại cảm giác an tâm và hài lòng về mặt tài chính. Khuyến nghị: mặc dù tài chính đang tốt lên, bản mệnh cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư lớn. Hãy lập kế hoạch chi tiêu hợp lý để duy trì sự ổn định tài chính trong tương lai. Tuần này, người tuổi Canh Tý sẽ có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và người thân. Tình cảm gia đình ấm áp, hòa thuận,
cũng mang lại cảm giác yên bình và hạnh phúc. Đối với những người độc thân, đây là thời điểm tốt để mở lòng và đón nhận những mối quan hệ mới. Bản mệnh hãy dành thời gian quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với người thân yêu của bạn. Sự chân thành và cởi mở sẽ giúp tình cảm gia đình thêm bền chặt. Đối với những người đang tìm kiếm tình yêu, hãy tự tin và chủ động trong việc tạo dựng mối quan hệ. Sức khỏe của người tuổi Canh Tý trong tuần này khá ổn định. Tuy nhiên, do khối lượng công việc có thể tăng lên, bạn cần chú ý đến việc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tránh mệt mỏi và căng thẳng. Bản mệnh hãy duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất và đảm bảo giấc ngủ đủ. Việc tham gia các hoạt động thể dục thể thao sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe và tinh thần minh mẫn. Lời khuyên cho người tuổi Canh Tý trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch. Đây là thời điểm thuận lợi để người tuổi Canh Tý tận dụng cơ hội và phát triển bản thân. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan, kiên trì và không ngừng nỗ lực. Sự cẩn trọng, kỹ lưỡng và chủ động trong mọi tình huống sẽ giúp bạn đạt được những kết quả mong đợi. Cuối tuần này hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và thành công cho người tuổi Canh Tý. Hãy tận dụng mọi cơ hội và luôn giữ tinh thần tích cực. Bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đen và màu trắng. Con số may mắn là 96, 54 và 24. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 trong tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Tý sinh 1960. Người tuổi Canh Tý có điềm báo hao hụt tiền bạc đáng kể trong tuần này do sự xuất hiện của hung tinh đại hao. Đây là một thách thức không nhỏ cho các kế hoạch kiếm tiền đầu tư kinh doanh của bản mệnh, đặc biệt với dân buôn bán làm ăn. Vận trình sự nghiệp của tuổi Canh Tý cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Thời điểm này cần phải tập trung hơn vào những việc mình làm thì mới tránh được những rắc rối có thể xảy ra. Con giáp này nên nhớ, cấp trên chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng để đánh giá, nên đừng khiến mọi việc phức tạp thêm. Tuần này, bản mệnh còn được nhắc nhở thận trọng với kẻ xấu, vì có tiểu nhân vẫn đang chờ đợi lúc bạn sơ hở để lừa gạt tiền bạc. Tuần này có vẻ là một tuần không mấy khả quan đối với con giáp này. Mọi thứ diễn ra với một nhịp độ rất chậm, tai họa luôn rình rập. Về tình cảm, mối quan hệ đôi lứa cũng chẳng khá hơn là mấy. Khi tuổi Canh Tý vừa nhạy cảm vừa đa nghi, khiến nửa kia thấy ngột ngạt, khó chịu. Nếu cả hai không cùng chia sẻ với nhau thì chẳng mấy chốc vết rạn nứt sẽ rộng ra và mối quan hệ có nguy cơ tan vỡ. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu bạc và màu xám. Con số may mắn là 25, 38, 96 và 57. Tử vi tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Tý sinh 1960. Tuần này do chịu tác động của hung tinh ngũ quỷ, công việc trong tuần mới của người tuổi Canh Tý không được lý tưởng cho lắm. Với tính chất lặp đi lặp lại và thiếu động lực trầm trọng, Canh Tý bắt đầu có cảm giác chán môi trường làm việc hiện tại và muốn chuyển đổi để có cơ hội mới. Trong quá trình làm việc, bản mệnh cũng gặp không ít khó khăn. Con giáp này không gặp vấn đề về chuyên môn trong công việc, nhưng khi làm theo nhóm phải kết hợp với nhau thì lại có khúc mắc do mỗi người một ý, không chịu lắng nghe ý kiến của tập thể. Tài lộc có phần giảm sút, khó tránh khỏi tình trạng hao tài, tốn của. Có nhiều thời điểm trong tuần, bản mệnh được các tinh ứng cứu, mang tới nguồn thu nhập không hề tồi. Tuy nhiên, các việc chi tiêu phát sinh quá nhiều nên tiền vào tay rồi lại đi ngay, khó mà tích lũy được. Chuyện tình cảm cũng gây ra không ít muộn phiền cho tuổi Canh Tý. Người độc thân dù đã dành thời gian đi gặp gỡ nhiều đối tượng nhưng chưa thực sự khiến bản mệnh rung động. Tổn thương trong quá khứ vẫn hằn sâu trong tâm trí, khiến bạn khó mở lòng với người khác. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đen và màu xanh da trời. Con số may mắn là 68, 70, 22 và 41. Cuối cùng là tử tuần 4 của tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Tý sinh 1960. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, tuần này, người tuổi Canh Tý có sự chủ động hơn nên vận trình cũng có đôi chút chuyển biến, tuy chưa thực sự đột phá nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng. Nhìn chung, Canh Tý đang cố gắng thoát khỏi vùng an toàn của chính mình và ra sức thử nghiệm nhiều vai trò mới trong tập thể. Nhiều người xung quanh đều có thể cảm nhận rõ ràng, Canh Tý đang dần rũ bỏ hình tượng cứng nhắc của mình để trở nên năng động,
hoạt bát và sáng tạo hơn. Đây được xem là sự thay đổi lớn nhất mà bạn có được trong khoảng thời gian này. Nếu Canh Tý có thể duy trì tinh thần lạc quan như hiện tại, bạn sẽ sớm đón nhận được nhiều tin vui. Tuy nhiên, tiểu hao cảnh báo nguy cơ mất tiền trong tuần này, bản mệnh vẫn nên thận trọng hơn trong việc kinh doanh. Chi tiêu thời gian này không thích hợp để dồn quá nhiều tiền vào một dự án mạo hiểm. Các việc liên quan tới giấy tờ, sổ sách cũng nên rạch ròi. Phương diện tình cảm có chút ảm đạm khi không có dấu hiệu nào cho thấy có cơ hội thăng hoa. Thậm chí các cặp đôi liên tiếp xích mích, mâu thuẫn và cảm thấy thất vọng về nhau. Sự bất mãn này đã có từ lâu, chẳng qua là được dịp này thì bùng phát dữ dội mà thôi. Quý nhân là tuổi Sửu và tuổi Hợi. Tiếp theo chương trình là tử vi tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 10 âm lịch 2024, những tuổi tương hợp và xung khắc trong hợp tác làm ăn. Tuổi Canh Tý với tuổi Tý. Nếu cùng phối hợp làm ăn, hai người tuổi Tý sẽ tạo nên một tập thể vững chắc. Nhờ sự thông minh và sâu sắc của cả hai, tuổi Canh Tý sẽ làm việc chăm chỉ và tạo động lực cho nhau. Nhưng tốt hơn hết, họ nên chọn công việc tận dụng được tư duy logic, ví dụ như công việc trong ngành luật hoặc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. Tuổi Canh Tý với tuổi Sửu. Khi tuổi Canh Tý và tuổi Sửu cùng nhau làm ăn, họ sẽ hỗ trợ rất tốt cho nhau. Tuổi Sửu sẽ là nhân vật chủ chốt vì rất cần mẫn và chịu khó. Còn tuổi Canh Tý sẽ hỗ trợ tuổi Sửu bằng cách tận dụng trí thông minh của mình. Tuổi Canh Tý đảm nhiệm rất tốt vai trò của người đàm phán hoặc gặp gỡ khách hàng. Tuổi Canh Tý với tuổi Dần. Tuổi Canh Tý và tuổi Dần khá hợp nhau trong chuyện hợp tác kinh doanh. Tuổi Dần mạnh mẽ và luôn thích vị trí dẫn đầu, nên hổ rất thích hợp trở thành người nắm chủ chốt. Còn tuổi Canh Tý nhanh nhẹn, tháo giác, có thể đảm nhiệm vai trò rất tốt trong các buổi họp để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và các tổ chức thương mại khác. Tuổi Canh Tý đã làm việc thì tâm huyết hết mình. Đa số những công việc nào giao cho tuổi Canh Tý đều được giải quyết đến nơi đến chốn. Cả hai phối hợp khá ăn ý và đem đến nhiều thành công. Nhưng lưu ý là cả hai phải phân biệt rõ ràng, rạch ròi xem ai là người đứng đầu, ai là người cầm cán, ai là người hỗ trợ. Nếu không sẽ nảy sinh nhiều vướng mắc, xung đột. Một điều chú ý là khi hợp tác với nhau trong kinh doanh, tuổi Canh Tý và tuổi Dần nên phân chia rõ ràng vị trí đứng đầu nhiệm vụ cụ thể của từng người, như vậy mới đạt được thành công. Tuổi Canh Tý với tuổi Mão. Trong kinh doanh thì tuổi Canh Tý và tuổi Mão sẽ hợp tác vô cùng ăn ý và đem đến nhiều thành công. Nếu có tranh cãi xảy ra thì tuổi Canh Tý luôn là người bắt đầu trước, vì tuổi Mão rất nhã nhặn và nhường nhịn tuổi Canh Tý, hiểu rõ tính tình, vai trò và tầm quan trọng của tuổi Mão, nên tuổi Canh Tý không bao giờ làm gì để vượt qua giới hạn. Thế nên quan hệ đối tác cộng sự rất bền vững và lâu dài. Tuy nhiên, không phải vậy mà tuổi Canh Tý tỏ ra không biết điều. Tuổi Canh Tý luôn hiểu được vai trò quan trọng của tuổi Mão trong các mối quan hệ làm ăn. Tuổi Canh Tý với tuổi Thìn. Trong việc làm ăn kinh doanh, tuổi Canh Tý và tuổi Thìn rất hợp nhau, vì tuổi Canh Tý và tuổi Thìn hỗ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, sẽ nhanh chóng đạt đến thành công. Tuổi Canh Tý khôn ngoan và mưu trí, giúp tuổi Thìn có thể phát huy được hết khả năng và bản lĩnh của mình. Giữa họ cũng ít khi xảy ra vấn đề về xung đột lợi ích hay mâu thuẫn nghiêm trọng, nên liên minh tuổi Canh Tý và tuổi Thìn luôn vững chắc và lâu bền. Tuy nhiên, cả hai tuổi này đều thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Canh Tý thông minh và nhanh nhẹn, luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Có nét dũng mãnh cộng với sự thông minh của tuổi Thìn cũng khiến mọi người khâm phục và nhớ mãi về cách ứng xử rất nhiệt thành. Đôi khi hai tuổi này có thể có mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng những rắc rối này lại được hóa giải rất tự nhiên và hài hước, không khí lại trở nên ôn hòa như bình thường. Tuổi Canh Tý với tuổi Tỵ. Khi là đối tác kinh doanh họ cũng rất hợp. Họ chỉ có vấn đề khi tuổi Tỵ muốn đảo ngược vị trí, đó là muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Tỵ rất nhanh chán những người không có năng lực và làm việc kém hiệu quả, nhưng tuổi Canh Tý không phải là mẫu người này. Tuổi Tỵ đánh giá rất cao sự thông minh và năng lực của tuổi Canh Tý, còn tuổi Canh Tý lại có cách giải quyết vấn đề rất tuyệt và luôn giữ vai trò trụ cột khi làm ăn với tuổi Tỵ. Vì vậy, hai hành tinh này sẽ cùng kết hợp để xây dựng một tập thể khá vững mạnh. Tuổi Canh Tý với tuổi Ngọ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của người tuổi Canh Tý và tuổi Ngọ đem lại hiệu quả khá cao. Tuổi Canh Tý có con mắt nhìn xa trông rộng và sự nhạy bén khi giải quyết vấn đề. Tuổi Ngọ sẽ mang lại những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời,
giúp đỡ người tuổi Canh Tý, họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp vững bền. Tuổi Canh Tý với tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn, kinh doanh thì hai người này sẽ xây dựng được sự nghiệp vững vàng và đạt được nhiều thành công vang dội. Tuổi Canh Tý và tuổi Mùi tuy không cùng tiếng nói chung nhưng lại bổ trợ, giúp đỡ, trao dồi kinh nghiệm lẫn nhau. Người tuổi Canh Tý sẽ học hỏi được những ý tưởng độc đáo, sáng tạo của tuổi Mùi. Ngược lại, người tuổi Mùi sẽ học tập được những kỹ năng làm việc nhanh nhẹn, tháo giác của tuổi Canh Tý. Tuổi Canh Tý với tuổi Thân. Khi là đối tác kinh doanh, cả hai con giáp này đều năng động, tuổi Canh Tý và tuổi Thân cùng chung quyền lực. Trong khi tuổi Canh Tý có cái đầu sắc sảo trong làm ăn và kiếm tiền, thì tuổi Thân cũng thích được nắm quyền lực trong tay. Điều thú vị là tuổi Canh Tý đủ khôn ngoan và khéo léo để cho tuổi Thân cảm thấy cũng đang nắm quyền. Nhìn chung, mục tiêu của tuổi Canh Tý và tuổi Thân đều giống nhau, vì vậy họ dễ dàng hòa nhập để cùng phát triển. Tuổi Canh Tý với tuổi Dậu. Khi là đối tác làm ăn, khi hai con giáp này đã đặt niềm tin vào nhau, họ kết hợp khá ăn ý. Họ cùng tiết kiệm và cùng nhau xây dựng. Bình thường tuổi Canh Tý rất hào phóng và tiêu tiền khá mạnh tay, nhưng trong kinh doanh thì rất biết tính toán. Điều này làm tuổi Dậu tâm phục khẩu phục. Vì vậy, họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển. Tuổi Canh Tý với tuổi Tuất. Trong kinh doanh, vì đều là những con vật chăm chỉ, có chí tiến thủ, nên khi hợp tác với nhau trong kinh doanh, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh. Tuổi Canh Tý khôn ngoan, sắc sảo và thông minh. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng thông minh, thậm chí còn cấp tiến trong suy nghĩ và rất đáng tin cậy. Cả hai cùng hỗ trợ cho nhau để xây dựng một khối bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác kinh doanh, tuổi Canh Tý và tuổi Tuất sẽ có lúc không cảm thấy hứng thú, vì cả hai tuổi có những quan điểm không giống nhau, cộng thêm cả hai cũng không có năng lực kinh doanh, vì vậy thất bại rất dễ xảy ra. Tuổi Canh Tý với tuổi Hợi. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai con giáp này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thường không lâu dài. Tuổi Canh Tý cho rằng người tuổi Hợi rất lười biếng và họ đang cản trở con đường đi tới thành công của mình. Người tuổi Hợi thì luôn cảm thấy tuổi Canh Tý thật kiêu ngạo và khoa trương. Giới quan hệ hợp tác của hai tuổi này dễ dẫn tới những mâu thuẫn đấu tranh. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.